Quý vị và các bạn thân mến, và chúng ta đang nói về một trong những MC đại tài được xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam. Và rất là may mắn cho tôi là ngày hôm nay tôi đã có được những cái tài liệu cực kỳ hấp dẫn về một thanh bạch thuở thiếu thời. Ổng hơi bị đẹp trai. Sao có vậy Thành, trời đất ơi. Khi lớn lên, anh ta lại có nét hơi Hàn Quốc. Đây là hình ảnh của Thanh Bạch cùng với bố của mình. Một khuôn một. Và đây là một cái tấm hình mà ông học ở Nga. Thì quý vị thấy nhìn đi, trời ơi, như nam thần. Và thưa quý vị, đây hình ảnh sau nhiều năm anh ấy trở thành một ông hoàng MC của Việt Nam. Ngay từ đầu, ngày xưa anh có hình dung gì về nghề dẫn chương trình hay không? Và anh có cái khó khăn gì khi đến với nó hay không? Ngày xưa anh mê lắm, cái gì hay là anh thích. Anh thích nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và chính nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là người biên tập cùng với Lưu Bình và Lưu Hồng, là hai nhà biên đạo múa tuyệt vời, để mang cái chương trình ca vũ nhạc lên TV. Lúc đó còn trắng đen. Thì nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã sáng tác sự và kể lại tại sao mình sáng tác bài ấy. Và anh thấy cái điều mà nói ra của người nhạc sĩ là cái điều rất là hay, và mọi người cần để cảm thụ bài hát sâu hơn. Thì nó gây cho anh một cái cảm hứng là cái người giới thiệu nó quan trọng đến mức độ nào cho một chương trình. Cái nghề chương trình anh không hề mơ, mà anh làm một cách tự nhiên, bằng cách là hồi nhỏ 8 tuổi anh mở một cái đài phát thanh. Vì anh được tặng một cái amply của cậu bảy của anh. Anh có máy cassette, có micro, nhưng mà nó nghe trong cái tiếng loa cassette không có đã. Anh về anh cắm vào cái thùng bass và cái âm ly nhỏ như thế này, mà cái tiếng của anh nó rền lên, âm nhạc nó như một cái thiên đường. Thế là anh bắt đầu anh nói. Quá hãnh diện. Nói xong, nói dòng chủ đề bài hát xong, sau đó rút cái băng cassette ra, rút ra, buông tay ra, nhét vô, bấm đúng cái bài mình chọn, mở nhạc lên, chuẩn bị bài thứ hai, giới thiệu chương trình, rút ra, nhét tay vô. Kính thưa quý vị, và bây giờ đôi song ca Chế Linh, Thanh Tuyền sẽ gửi đến chúng ta một bài hát mới nhất của nhạc sĩ Song Ngọc. Bài hát rút ra, sẽ bỏ vô, lấy lọ băng lên Mai Lê Huyền. Cái xong, thưa quý vị, đó là thời gian để cho Thanh Tuyền và Chế Linh thay đồ chuẩn bị. Cho nên Mai Lê Huyền đã hát cho chúng ta nghe. Còn bây giờ thì Thanh Tuyền, Chế Linh hát tặng quý vị. Cứ rút ra, xong, bỏ vô, nhắc. Anh biết cái tốc độ nó kinh khủng khiếp, vừa biên tập, vừa làm đạo diễn, vừa làm người phát thanh viên, vừa làm luôn kỹ thuật viên bỏ nhạc. Tất cả những điều đó anh đã làm ngẫu nhiên và làm với tốc độ mà nguyên hàng xóm của anh. Ở bên kia sông, nước đầy lên, anh phát sóng, bên sông cũng nghe được luôn. Mà đặc biệt có một cô bé cứ ngồi đông đưa theo nhạc của anh. Anh nghĩ đó là người khán giả lý tưởng nhất trên cuộc đời này. Cho nên đi học về, chờ nước lớn, nước rồng, mở nhạc không nghe, nước lớn đầy sông, bấm vô, cô đó ngồi đông đưa. Có một hôm anh về mở, cổ đâu mất tiêu. Cái anh chọn chủ đề nhạc buồn. Cứ vậy đó em. Vì cô ấy đã biến mất. Rốt cuộc khán giả nói anh đi học Tây, học Tàu, học Nga làm cái gì? Rốt cuộc làm cái chuyện hồi nhỏ làm rồi. Dạ. Phải không quý vị? Lúc mở cái đài phát thanh riêng tại nhà nó rất là dễ dàng, tại vì có những tấm gương, có những thần tượng mà mình chỉ cần làm theo là xong. Một chút Hoàng Thi Thơ, một chút Thanh Việt Khả Năng, một chút Phi Thoàn, một chút Tùng Lâm và Trần Văn Trạch. Tất cả những điều đó anh không nghĩ là mình phải làm theo ai, mà mình làm theo cái sự cảm nhận của mình. Và cuối cùng thì anh lại mê vẽ chứ không phải mê nghệ thuật. Anh tính làm họa sĩ. Anh vẽ đẹp đến mức mà điểm vẽ anh lúc nào cũng cao nhất. Cô để một cái bình hoa trên bệ cửa sổ, thì anh vẽ cái bình hoa xong, rảnh quá anh vẽ luôn cái cửa sổ vô. Thì không có một cái bài nào của học sinh mà vẽ cái cửa sổ trong bình hoa, bắt buộc cô phải cộng cho anh thêm một điểm. Và anh mơ rằng là mình làm họa sĩ. Bởi vì sao? Tất cả những cái gì mình muốn nó tách rời khỏi bản thân mình. Người ta có thể khen chê một tác phẩm hội họa đẹp quá, xấu quá, kỳ quá, hay quá. Mình chỉ lặng lặng mà nghe và không bị tổn thương, vì đó không phải là mình mà là bức tranh. Nếu anh làm âm nhạc, người ta có quyền khen chê bài hát, anh ẩn mặt. Người ta có chửi mắng bài hát, anh không thấy mặt cũng được. Điện ảnh thì em còn đóng vai người khác, kịch nói em có thể đóng vai nhân vật khác. Nhưng làm nghề MC như chúng ta, tác phẩm và mình nó là một. Cái con người nghệ sĩ của mình đằng sau nó vẫn là bản thân mình. Cái sự nói của họ là họ nói cái người MC của mình đó. Mình đã phải là sỏi đá. Người ta gửi cho mình những cái lời hay, đẹp, xấu.
tất cả những cái điều đó, người nghệ sĩ bị trực tiếp tổn thương vào tâm hồn và bản thân. Khi anh làm được, làm hay, người ta khen ừ hay quá rồi xong. Còn khi có cái va vấp gì đó thì cái tổn thương đó nó lại nằm trong tim. Cho nên cái nghề này muốn bỏ cũng bỏ không được, muốn theo cũng không xong. Bởi vì nếu ông tổ chấm ai thì mình phải trả nghiệp. Và vui vẻ trả cái nghiệp của mình, làm bị chửi cũng vui. Nếu mình đã chấp nhận hai tiếng nghệ sĩ thì cái đó là cái giá phải trả. Và mình vui lòng vì kiếp này mình làm ca sĩ. Chấp hết.